Xin chào anh em nhé. Siêu phẩm mẫu men đỏ ánh kim sa mạ vàng hoa văn Ý đã về tới bên em rồi đấy ạ. Em quay lên để cho anh em chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Toàn thân anh em thấy nó được phủ men đỏ ánh kim sa và họa tiết hoa văn rất sắc nét, dòng hoa văn của Ý nổi tiếng. Toàn thân được mạ vàng rất đẹp, mộc đáy ST đu bông rất sắc nét và với dấu triện. Bên trái là nút để tăng to nhỏ cho anh em sử dụng và bên phải để tháo ra để bơm ga rất dễ sử dụng. Phiên bản này âm thanh rất to, đây em bật để cho anh em nghe rõ. Được chưa ạ? Phiên bản này âm thanh rất to và rất dễ sử dụng. Và mẫu D6 này bên em đang bán với giá là 850.000 bao ship đến tận tay anh em. Anh em nhận hàng kiểm tra thật yêu thích, thật đúng mẫu mã và anh em thật yêu thích mới phải thanh toán, nếu không xin hoàn về cho em mà không cần bất kỳ một lý do nào nha anh em nhé. Được chưa ạ? Một mẫu rất sang trọng để cho anh em sử dụng. Toàn thân rất chắc chắn và sang trọng. Chiếc Dupont, những chiếc Dupont mà mẫu mã đẹp như này, sang trọng như này, bậc nhất như này thì anh em có thể sử dụng hoặc làm quà biếu tặng cũng rất hợp lý nha anh em nhé. Anh em nào yêu thích thì để lại số điện thoại để bên em sẽ có nhân viên gọi tư vấn chốt đơn cho anh em nhé. Xin chào anh em.